Đó thì đây là đoạn đường mà đi ra bãi biển 30 tháng 4. Chạy cái đoạn đường này chạy một tay thì nó hơi khó, do là nó lót gạch đó. Nó lót gạch nên là chạy cũng hơi khó ở dọc đường nè. Đó, người ta cho thuê ghế, nếu như mà mình muốn ngồi thì 10.000 một ghế hay là 20.000 một ghế gì đó. Đây là đường ra biển nhưng mà bị bít lại rồi. Đó, có mấy người chèo kéo này kia các kiểu. Đó, dọc dọc có mấy cái ghế tha hồ ngồi. Ngồi có thể nhìn biển được nha. Mà muốn đi ra ngoài biển thì mình phải leo rào, mình leo ra túc ở ngoài kia thì mình mới đi ra ngoài biển được. Đó, cũng có mấy người leo túc ngoài kia cả. Có cầu thang bắt đây đi. Có mấy người bán dạo, bán tôm chiên này kia. Không, biển ở ngoài đó bị rào bị bít lại hết. Có mấy người đang ngồi nè, người ta thường đó, là người ta mua hải sản ngoài hàng dương, sau đó thì người ta ra ngoài đây người ta thuê ghế người ta ngồi. Ghét nhất là có mấy người ra giữa đường quắc 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 quắc, không biết quắc cái gì, để đường cho xe người ta chạy chứ không biết quắc vậy để làm gì. Có mấy người bánh tôm chiên không không biết không biết nhiều đó. Tới đây thôi, còn khúc ở dưới á, dưới này là làm như là hết rồi, cái khúc dưới này làm như là hết rồi. Nhưng mà để mình kiếm đường vòng ra công viên Cần Thạnh nha. Ở đây đường nó lót gạch á, xe máy chạy thì nó cũng hơi bị khó, mà chạy một tay nữa cũng hơi gồ ghề gập ghềnh bấp bênh. Ở dưới này là hết rồi, cái này như là một cái đoạn đường trống thôi nó, nhưng mà nó rào tới dưới này luôn, người ta rào tới dưới này luôn. Dưới này thì vẫn có chỗ bán nước nha, nhưng mà không có ai ngồi hết. Có mấy người đang chạy ngược lại thì nhiều, còn mình thấy mà chạy cái hướng của mình nó thấy hầu như là không có ai chạy cùng hướng với mình đâu, mà người ta chạy ngược ngược lại không mà. Con ghế nè, ghế nè nó nhìn ra biển nhưng mà dưới này vắng hoe, ai mà muốn yên tĩnh nó xuống tuốt dưới này ngồi cũng được, không có cần phải ngồi ngay chỗ dưới kia. Dạ, thôi tới này là có mấy cái ổ gà nè. Đó, mình có thể ra view biển mình ngắm được. Rồi, bãi biển 30 tháng 4 đó, biển Cần Giờ đó. Cái này có mấy vài cái ngôi nhà. Ui, đường cái này xấu cực luôn, quá xấu. Chạy thấy chạy cái cảm giác đó, cái chạy nó khó khăn ghê. Mấy cái ngôi nhà tranh vách lá kim luôn, máy quay nước có vọng. Nó leo ra ngoài kia, người ta bắt thang sẵn cho mình đó, mình có nhu cầu thì mình leo ra ngoài kia mình chơi. Các con bò nè, các bé bò nè, alo bé bò đó. Các con bò nó ngồi nó ăn cỏ dễ thương. Dưới này vẫn còn lèo, vẫn còn võng này kia. Ủa dưới này là chạy đi đâu vậy ta? À, không mấy thì mình chạy tuốt. Dưới này cũng có nè, dựng ghế sát view biển luôn. Nhưng mà không có ra được nha, ra được cũng không có tắm được nữa. Giờ là cái bãi nghêu á, người ta nuôi trồng thủy hải sản á, nuôi trồng nghêu á, ta nuôi nghêu á, đâu có ra được đâu. Có mấy người bán dạo. Tới đây là khu du lịch Kỳ Nam, Kỳ Cục gì nè. Có mấy mấy người
du lịch. Rồi vòng ra đây thôi. Thì khu du lịch Kỳ Nam nè. Nghe bảo là vô tốn tiền 50 triệu vé phải, không biết phải không? Hay là Phương Nam gì á, khu du lịch Phương Nam Resort gì á thì tốn tiền vé không? Đó dọc dọc là người ta nuôi trồng mấy cái con gì gì đó. Vắng dữ vậy. Có con cò hó nó nằm giữa đường. Nó tính phơi nắng á nhưng mà rất tiếc. Ôi ôi. Nó này nhai gì vậy? Chắc nó nhai cục xương á. Rồi. Ra tới này là về cơ bản là hết rồi nha. Tiếc là trên cái đoạn đường này không thấy một cái ngôi nhà nào bỏ hoang để mình chui vô. Tiếc là tiếc cái điều đó. Thôi ra đây là ra ngoài lộ rồi. Đó, ở đây có mấy cây phượng đẹp ghê nè. Đó, cây phượng đẹp không? Ở phía bên đó là khu đất trống. Hôm bữa đây có mấy cái đồng cỏ lao rồi, nhưng mà bây giờ chết hết rồi. Đó, cây phượng.